Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 16 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Cục diện ngũ hành lục hợp quý nhân che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho con giáp này. Lại thêm thực thần cập bến, hôm nay những chú chuột còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mọi chuyện mới nhẹ nhàng như vậy đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Công việc đang tiến hành phải bị tạm dừng do có vấn đề khác nảy sinh, hoặc có tin, có người đến khiến phải tạm ngưng. Ngày của sự đáo hạn, kết thúc. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự thay đổi, hoặc đã là lúc mọi chuyện đến hồi kết thúc, việc làm đã xong, thấy được kết quả. Có khách đến hoặc nhà có tiệc, có người đi xa, có lộc nhỏ, có tin về sức khỏe, tình cảm, hôn sự của người thân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm, tiền bạc tốt, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Nên thay đổi phương hướng làm ăn, và tiến hành nhanh chóng. Nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh, tình cảm của con cái. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc, tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Dù là công việc, tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Sửu. Ngày thứ sáu này, được thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Sửu đưa ra được những ý tưởng độc đáo, phá vỡ thế bế tắc trước mắt. Con giáp này luôn kiên trì với con đường mình đã chọn nên gặt hái được những thành quả xứng đáng. Những biểu hiện xuất sắc gần đây của những chú trâu giúp ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp tương lai của bản mệnh. Dù có trắc trở đến đâu, bạn cũng không để cho khó khăn cản trở những kế hoạch của mình. Ngày thăng chức tăng lương đang đến rất gần với bạn rồi. Thổ khí vượng sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của con giáp này, tác động xấu đến chức năng tiêu hóa. Bản mệnh nên chú ý để chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt, tránh lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, nên an phận thủ thường. Việc như thế nào thì làm như thế ấy. Không nên hấp tấp vội vã dù hoàn cảnh ở trong sự thúc bách hoặc khó giải quyết. Nếu có sự hiểu lầm về việc làm cũng như về tình cảm cũng không nên phân trần. Hãy để mọi việc tự nhiên. Chậm về tin tức, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mích lòng phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về lợi lộc. Ngày có tin hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích. Có tài lộc nhưng dễ hao về đám tiệc, giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác. Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về công việc, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác. Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi sự việc của người khác, không nên nhúng tay vào. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong ngày có chính tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Dần đang rất ổn định vững vàng, điều này giúp bạn cảm thấy vô cùng an tâm. Bản mệnh có thu nhập từ công việc chính, không phải lo lắng về những vấn đề thường nhật. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải lưu tâm đến chuyện quản lý và sử dụng tiền bạc. Đừng nghĩ rằng có nhiều tiền trong tay thì có thể thoải mái chi tiêu thiếu suy nghĩ. Miệng ăn núi lở, không biết tính toán thì tiền núi cũng có ngày cạn kiệt. Thổ mộc xung khắc còn cho thấy chuyện tình cảm của những chú hổ có phần không được suôn sẻ. Để giảm bớt mâu thuẫn giữa cả hai, bạn nên giảm bớt cái tôi của mình xuống mới mong dạn nứt không kéo dài. Tử vi tuổi Giáp Dần, thụ mệnh thủy. Không nên tranh cãi, kiện tụng lôi thôi chỉ đem đến phiền muộn. Đề phòng tin thất thiệt thị phi. Mọi sự quan hệ, giao dịch nên thẳng thắn, chớ nên giải quyết vì tình cảm có hại. Nên giải quyết các công việc đã đến hạn kỳ. Ngày không nên có sự quyết định nhanh chóng, chỉ nên lắng nghe và tham khảo. Nên đắn đo trong việc cầu hôn, hợp tác, hẹn ước. Có người khác nhúng tay vào. Học các nghề kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng có gặp trắc trở chút ít. Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Có tin xa, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thụ mệnh thổ. Ngày có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mích lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự, hoặc có sự tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, chỉnh đốn công việc, văn phòng. Trước khi quyết định hoặc mưu cầu việc gì cần có sự giao thiệp tốt đẹp về tình cảm, ngoại giao rộng mới có thể thành công. Nên nặng về hình thức quảng cáo. Có tài lộc nhưng hao tán về mặt quà tặng, giao dịch, chia chác, tiệc tùng. Thuận lợi cho việc cầu hôn, kết bạn, hẹn ước, thỏa thuận. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Nếu có sự hoàn tất kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, có sự thiếu sót hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Mão. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão cho thấy bạn đang có rất nhiều tham vọng trong lòng và ấp ủ những kế hoạch để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà. Người làm kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn. Có điều con giáp này cần phải lưu ý mối quan hệ với người tuổi Dậu, tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Chớ nên tin người thái quá, nhất là trong chuyện liên quan đến tiền bạc càng phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này lại gặp không ít trắc trở. Một phần nguyên nhân vì bạn tất bật với công việc, phần khác vì tuổi Mão không mấy để ý tới cảm xúc của đối phương. Bạn cả nể, lo cho bạn bè, người thân hơn cả nửa kia, khiến tình cảm trục trặc mãi không thôi. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Mọi việc trắc trở trước, yên ổn sau. Ngày có nhiều việc phải lo. Có tin buồn, chuyện bất an về sức khỏe, bệnh tật, có chuyện tang thương. Sự mong cầu về tình cảm chỉ đem đến đa sầu, không vui, hoặc có người đi xa. Có tin tức ở xa. Nếu có lộc ăn cũng không được vừa ý. Nội bộ gia đình, công sở không nên tranh cãi. Tài lộc trung bình. Ngày có sự bận rộn về bếp núc, lùng cùng trong nội bộ. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Nếu có ý muốn thay đổi về công việc, nơi ăn trốn ở, công sở thì không nên vội vã quyết định. Ngày có tin tức đảo lộn với sự dự tính lúc trước. Có tài lộc, lộc ăn, quà tặng. Ngày gặp quý nhân, có tiệc tùng, đình đám, gặp gỡ. Hao tài về giao thiệp, mua sắm. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Hoặc có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có sự vất vả vì nhiều công việc nhưng cũng có đám tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Tử vi tuổi Thìn. Ngày này, do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá trong thứ 6 này, người tuổi Thìn cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất vô duyên của mình. Chính ấn xuất hiện, con giáp này nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Thổ khí vượng là dấu hiệu cho thấy những chú rồng cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Bản mệnh đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng khi không có sức khỏe thì không thể làm được việc gì. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính. Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết, cần phải suy tính lại, nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội, và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Không nên tranh cãi, có quý nhân giúp đỡ, hoặc nhận được tin tức tốt về họ. Ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh, tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt. Chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc, sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn, giao ước. Chớ để ràng buộc vì lời nói, dễ bị hiểu lầm, hàm oan. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Cần phải tranh đấu, buôn ba, cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập, tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết, miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Làm việc gì cũng không nên để mình bị kẹt, vướng víu, ngay cả những chuyện không có lợi. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Có lộc nhỏ, hoặc được lộc ăn, quà tặng. Nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân. Ngày tốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn làm ăn, đi xa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Tử vi tuổi Tỵ. Vận trình thứ 6 này có tam hợp cục trợ mệnh, áp lực công việc mà người tuổi Tỵ đang phải chịu sẽ được giảm nhẹ bớt phần nào. Dù vất vả đến đâu cũng hay coi như đó đồng thời là cơ hội để bạn phát huy tài năng bản thân. Nên nhớ, có cạnh tranh mới có sự phát triển, cơ hội tốt phải tự mình nỗ lực giành lấy chứ bỏ qua rồi sẽ tiếc lắm đấy. Nhất là khi đang có chính quan nhập cục, những cơ hội để thể hiện năng lực bản thân đang đến ngay trước mắt con giáp này. Muốn thăng tiến thì bạn phải cho thấy thế mạnh của mình. Một khi làm được, vấn đề tài chính sẽ không còn là nỗi lo của bạn nữa. Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên thắm sắc. Người độc thân sẽ sớm tìm người mình thương, bỏ lại sau lưng những nỗi đau quá khứ để hướng tới hạnh phúc trước mắt. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Không nên nản chí khi gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết. Mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Đề phòng có người dòm ngó mình. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Không nên dính líu đến chuyện người khác, dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình, về người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc, sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên, e có sự lợi dụng hoặc mích lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Tránh tranh cãi, phân bua, sự việc gì cũng có cách giải quyết. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài, gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Ngọ. Cục diện Sửu Ngọ tương hại gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này. Tình cảm gia đình có phần lạnh nhạt, gia đạo bất an, các cặp vợ chồng dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói. Thiên quan cũng cảnh báo rằng tuổi Ngọ cần phải thận trọng hơn với các mối quan hệ trong công việc, cẩn thận kẻo tin lầm người mà bị hại lúc nào chẳng hay. Kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế để tước đoạt những thứ bản mệnh có được trong tay. Nhất là các giao dịch tiền bạc càng không thể chủ quan. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát, không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng. Có tin, hoặc có khách, người thân đến viếng. Nên giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa đã tồn tại từ lâu. Không nên hứa hẹn gì lâu dài, tránh thị phi, tranh cãi, dễ bị trách oán, hiểu lầm. Nói chung mưu cầu chuyện tình cảm, lương duyên thì không nên. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình, sẽ có sự đảo lộn trái ý, hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc, rắc rối. Tài lộc không tốt, dễ hao tốn về sửa chữa, tu bổ, trả nợ. Có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn, thân nhân có liên quan đến mình. Nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi, hoặc phải trở về nửa chừng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi, đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Mọi việc chỉ là ngắn ngủi. Cho nên tiến hành công việc gì thì nên làm cho nhanh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Không nên đính ước, hứa hẹn nhanh chóng, dễ có sự thiệt thòi, lỡ bộ. Nên đi xa, hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn, tốt hơn là ngồi chờ. Nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực, trở ngại, phê bình, gièm pha, tranh cãi, thư kiện, có tiểu nhân, bất hòa về quan điểm. Có sự gặp gỡ hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng nên nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau. Chuyện vui chơi, tình cảm, giao thiệp nên dè dặt, không nên đi quá xa. Nên khiêm tốn nếu mình có sự thành công hoặc có lợi. Việc đi lại, di chuyển không đúng theo ý muốn, có sự thay đổi ở dọc đường. Có chuyện vui, có khách đến, có tài lộc. Tử vi tuổi Mùi. Vận trình tử vi thứ 6 này cho thấy, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành Sửu Mùi tương xung, điều này mang đến một ngày bất ổn dành cho người tuổi Mùi cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, mặc dù có tài nhưng sự nóng vội dễ khiến bản mệnh mất đi sự tỉnh táo, chẳng còn bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn mà dễ bị cảm xúc chi phối, đưa ra những lựa chọn lạc lối không thể nào hiểu nổi. Bạn cần tự điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc bản thân, đừng lúc nào cũng thoải mái bộc lộ một cách tiêu cực như vậy. Về mặt tình cảm, con giáp này có điểm báo đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ gặp phải chuyện buồn về tình cảm. Vợ chồng lục đục, nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến cho tình cảm phôi phai, có thể sẽ nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Dù sự việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành, giải quyết. Nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo. Tin tức mong cầu, hoặc người mình cần gặp còn chậm, chưa đến. Nhà có đám tiệc hoặc có khách đến. Tài lộc tốt, việc đến rất nhanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro, mất hòa khí, trách oán. Nếu công việc hoặc bàn thảo, tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui, tài lộc kém, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng, nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy rầy hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. Sự mong cầu về tiền bạc nếu có chỉ là chút ít mà lại dễ hao. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng, nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi Thân. Do kiếp tài xuất hiện trong ngày thứ 6 này, nhắc nhở người tuổi Thân nên cẩn trọng trong chi tiêu bởi bản mệnh rất dễ sơ suất để mất tiền oan vì những khoản chi không rõ lý do. Trong ngày hôm nay, bạn cũng không nên quá tin tưởng người ngoài kẻo bị lừa gạt. Mù quáng tin theo những lời lừa gạt của kẻ xấu, con giáp này có thể sẽ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tiền bạc kiếm được không phải dễ dàng, đừng tùy tiện vung tiền qua cửa sổ, lãng phí tiền bạc một cách không xứng đáng như vậy. Ngũ hành tương sinh bù lại một chút may mắn cho những chú khỉ trong hôm nay khi chuyện tình cảm rất êm ấm. Những khó khăn thử thách càng khiến cho tình cảm đôi bên thêm nồng nhiệt. Tình cảm được hun đúc qua thời gian trở nên mạnh mẽ và bền vững, hai bạn thậm chí tính đến chuyện trăm năm về chung một nhà. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình. Đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước. Ngày khởi đầu mọi sự. Nếu công việc, vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn, quá trình. Có tin tốt về tài lộc, hoặc có hỷ sự, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tin tức ở xa hoặc có khách đến đem chuyện vui về tình cảm. Cần cẩn trọng những người không hẹn mà gặp hoặc đã quen biết từ lâu chỉ vì lời qua tiếng lại mà gây bất hòa, tranh chấp. Nếu có sự hẹn hò đính ước từ trước không thành thì nay có kết quả. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn. Nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc. Đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo, e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt. Không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng. Công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay là một ngày may mắn với người tuổi Dậu khi có được tam hợp nâng đỡ. Con giáp này được quý nhân che chở, đường tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, người có duyên có phận rồi cũng sẽ về lại bên nhau sau bao trắc trở chia cách. Chẳng những vậy, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày cũng phơi phới, làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết, không thấy chán nản hay mệt mỏi nhờ sự ủng hộ của tỷ kiến. Một phần vì bạn đã tìm ra định hướng rõ ràng cho công việc, phần khác vì được cấp trên tạo điều kiện hết mình, cảm giác làm gì cũng thuận. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp được cải thiện đáng kể, có người từ thế đối đầu đã chuyển sang nghị hòa. Điều này sẽ đóng góp đáng kể trong việc thăng tiến cũng như phát triển sự nghiệp của con giáp này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp. Có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, dễ hao tài. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc, tài lộc thì cũng không nên tiến thêm, sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Nhưng có tin không tốt, chuyện phiền lòng trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện Sửu Tuất tương hình mang đến một ngày thứ Sáu không mấy suôn sẻ cho công việc của người tuổi Tuất. Sự cố chấp và cứng nhắc của bạn khiến việc hợp tác làm việc chung với mọi người thiếu tính liên kết, công việc dễ đi vào thế bí nhưng bạn lại không chịu thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ phía mình. Có lẽ bạn nên tự kiểm điểm lại bản thân khi nhận được những lời góp ý của mọi người. Một người góp ý thì có thể là ý kiến chủ quan của đối phương, nhưng nếu như hầu hết mọi người đều lên tiếng thì quả thực bạn không thể không nhìn lại chính mình. Thổ khí vượng nhắc nhở mệnh chủ không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Khi thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, bạn nên thăm khám sớm để có hướng chữa trị kịp thời. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự hao tốn, hoặc mệt nhọc vì cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân về các vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm. Có tin tức ở xa, ngày của sự đáo hạn của công việc, tiền bạc, tình cảm. Đã đến lúc cần phải có sự kết thúc về mọi việc, không nên dây dưa. Nếu mọi dự tính chờ đợi đã lâu, thì nên tiến hành. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội vã kết thúc. Nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên. Việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Ngày có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi hôm nay gặp phải thương quan chiếu mệnh, công việc kém phần suôn sẻ, nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định về bất cứ việc gì, công việc không thể hành động theo cảm tính. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để con giáp này có thể khẳng định được vị thế của mình, nhất là khi mà ở thời điểm hiện tại bạn không xác định được mục tiêu phấn đấu trong tương lai của mình nên dễ lầm đường lạc lối, không biết mình đi về đâu. Thủy thổ xung khắc, tình duyên chưa tới, bạn chưa tìm được ai để cùng mình chung bước sớm hôm, chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cũng đừng quá buồn, ai cũng sẽ có một người dành riêng cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ có được hạnh phúc thuộc về riêng bạn mà thôi. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng, dù có quyết định tiến lên cũng gặp sự cản trở vấp váp, nhưng cũng không nên bỏ dở, nên chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, dọn dẹp, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn, có chuyện gặp rủi ro thất bại hoặc có chuyện tang thương cho mình hoặc cho người thân, bè bạn. Gia đạo bất an, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa, tài lộc vào gia thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Nên ra đi giải quyết công việc, tuy nhiên nên lấy hòa khí, không nên tranh cãi. Giới hạn mọi việc giao thiệp, không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.